Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Hôm nay cũng đã là ngày 18 tháng 7 rồi. Với cái mức ưu đãi của dòng Mazda CX-5 này, với cái giá bán và cái mức giá áp thuế thì thực sự là có một cái tổng lăn bánh gần như không có đối thủ cùng phân khúc anh em ạ. Cái dòng xe Mazda CX-5 này ở cái thời điểm trước có cái mức áp thuế cực kỳ cao. Ví dụ em ví dụ luôn nhé. Ví dụ con Mazda CX-5 2.0 Deluxe ở thời điểm trước đang có mức giá là 794 triệu. Nhưng ở thời điểm hiện tại nó chỉ có cái mức áp thuế là 749 triệu thôi. Hoặc là cái bản Premium đúng không ạ? Bản Premium thời điểm trước có cái mức giá áp thuế là 894 triệu đúng không ạ? Giờ nó chỉ còn có 829 triệu thôi đúng không ạ? Với cái mức áp thuế cực kỳ thấp như thế này thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ cái giá bán, cái mức lăn bánh và cái mức ưu đãi của đại lý bên em cập nhật nhanh nhất cho anh em của cái dòng Mazda CX-5 này, để cho anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cái dòng Mazda CX-5 này có thể nắm được anh em nhé. Thì dòng Mazda CX-5 này sẽ có 5 sự lựa chọn cho anh em. Nó là cái phiên bản 2.0, còn cái phiên bản 2.5 thì em xin phép là không chia sẻ ở video ngày hôm nay anh em nhé. Với cái phiên bản 2.0 thì có bao gồm là phiên bản 2.0 Deluxe này, 2.0 Luxury, 2.0 Premium, 2.0 Premium có gói tùy chọn Sport và 2.0 Premium có gói tùy chọn Exclusive. Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em. Đầu tiên đó là cái phiên bản 2.0 Deluxe. Bản này hiện tại đang có mức giá là 749 triệu và mức ưu đãi của đại lý bên em cực kỳ thấp anh em nhé, trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em cũng như là tặng anh em gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ đó. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 804 triệu, trả góp thì đang là 178 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 795 triệu, trả góp thì đang là 170 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 780 triệu, trả góp thì đang là 152 triệu. Tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Với cái mức ưu đãi như thế này thì anh em nên cân nhắc đặt cọc sớm để hưởng chính sách còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Hiện tại thì với cái bản 2.0 Deluxe này, bên em đang có một xe màu trắng giao ngay cho anh em nhé, sẵn xe giao ngay, một xe màu trắng và một xe màu đỏ sẽ về vào khoảng 22 tháng 7 này anh em ạ. Đó, còn các màu khác ví dụ như màu xám xi măng này hoặc là màu xanh thì có thể là giao chậm hơn một chút nữa anh em ạ. Còn cụ thể tiến độ xe như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-5 2.0 Luxury. Bản này đang có mức giá là 789 triệu, mức áp thuế cũng là 789 triệu anh em nhé. Đó, với cái chính sách giảm trực tiếp tiền mặt của đại lý bên em, với cái quyền linh động cũng cực kỳ là tốt anh em ạ. Còn tốt như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện cho em đi anh em nhé. Và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ đó. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 845 triệu, trả góp thì đang là 186 triệu, lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 838 triệu, trả góp thì đang là 178 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 822 triệu. Trả góp thì đang là 160 triệu. Đó. Với cái bản 2.0 Luxury này thì bên em cũng hiện tại đang sẵn xe một xe màu đỏ như anh em đang nhìn trên màn hình. Sẵn xe giao ngay luôn một xe màu đỏ anh em nhé. Còn các màu khác thì anh em có thể lấy xe vào cuối tháng 7 này anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản 2.0 Premium. Bản này hiện tại đang có mức giá là 829 triệu. Mức ưu đãi của đại lý bên em cũng đang rất là tốt anh em nhé. Quyền linh động cực kỳ sâu anh em ạ. Vẫn tặng anh em gói phụ kiện cơ bản.
Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 889 triệu, trả góp thì đang là 195 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 880 triệu, trả góp thì đang là 186 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 864 triệu, trả góp thì đang là 168 triệu. Đặc biệt cái bản 2.0 của Ram Room này thì bên em đang rất nhiều xe để có thể giao sớm cho anh em. Cái đơn hàng của bên em đang cực kỳ nhiều rồi. Anh em nào mà muốn lấy sớm, lấy ngay, có thể gọi cho em để em gửi cái tiến độ xe sẽ cụ thể nhất anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản 2.0 Premium có gói tùy chọn Sport. Bản này hiện tại đang có mức giá là 849 triệu, mức ưu đãi cũng đang cực kỳ tốt anh em ạ, mức ưu đãi cực kỳ tốt luôn, với chương trình giảm trừ trực tiếp tiền mặt và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản với những cái option tăng lên cực kỳ nhiều và mức ưu đãi như thế này. Thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ tổng lăn bánh cho anh em. Để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 910 triệu, trả góp thì đang là 199 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 903 triệu, trả góp thì đang là 190 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 885 triệu, trả góp thì đang là 172 triệu. Bản Sport này thì hiện tại cũng không sẵn xe, và anh em muốn lấy xe thì đặt để bên em kéo xe về, cũng giao xe vào được khoảng cái thời gian là khoảng 25 tháng 7 này anh em ạ. 25 tháng 7 này là có xe, ai đặt cọc trước thì sẽ được quyền giao xe trước anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 5, cũng như là cái bản cao cấp nhất của cái dòng Mazda CX-5 động cơ 2.0 này, đó là cái bản 2.0 Premium có gói tùy chọn Exclusive. Bản này hiện tại đang có mức giá là 869 triệu, mức ưu đãi của đại lý bên em đang trừ trực tiếp tiền mặt cực kỳ sâu cho anh em, và tặng anh em gói quà tặng cơ bản. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 930 triệu, trả góp thì đang là 204 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 920 triệu, trả góp thì đang là 194 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 906 triệu, trả góp thì đang là 176 triệu. Vừa rồi thì em đã chia sẻ về giá xe này, về khuyến mại, về quà tặng, về phụ kiện, cũng như là tính tổng lăn bánh và gửi cho anh em cái tiến độ xe, tiến độ giao xe chi tiết rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì gọi ngay cho em để em gửi chính sách giá bán và tiến độ xe cụ thể nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em ạ.